mấy cái này là tất cả đây nó đều là cái dụng cụ để mình phục vụ cho cái môn thể hình đó. Ở đây là tất cả những cái mà ở đây là tôi tự chế lấy, thì cũng như là cái này nè, đây cũng là một cái dụng cụ tập, thì đây là cái dụng cụ để mình tập cái bài bụng mà cũng tự chế luôn. Thì cái này mình ra ngoài chợ Kim Biên đó, mình mua xong về cái mình cũng đi mua sắt và mua ống nước về rồi mình tự chế ra. Đó, này nó nhiều lắm. Rồi ở đây thì đây là nó có những cái bài mà mấy cái này thì nó có mấy cái bài mà để mình tập vô cái một cái thanh như vậy á, nó gồm có nhiều bài tập lắm. Cái thứ nhất đây thì tôi sẽ giới thiệu cùng các bạn, thì mấy cái bài đây thì nó gồm có là tập bụng cũng trên cái này, rồi mình tập mấy cái bài tay trước tay sau. Thì cái miếng này cũng là chế đó nè các bạn, đây cái miếng này cũng là mình cũng phải tự chế lấy. Để tôi sẽ lắp vô. Chú vừa chọn rồi thì chú giờ chú thay vào bộ đồ khác rồi hồi nãy để mình là cái bối cảnh khác á. Dạ. Cho nên nãy mặc đồ này rồi, chứ cái đồ. Giống như ở nhà mình ấy chú. À, nó chặt thiệt mỗi lần. Vậy cái mình ngồi lên mình tập luôn. Anh mỗi lần mà anh tập mà em có chuyện cái lỗ hay. Em vừa nãy em sợ. Nghi lắm. Cứ mỗi lần mà tập xong một bài thì mình sẽ dẹp hết rồi bắt đầu ấy để mình chuẩn bị cho một cái bài khác. Nên đúng ra cái nó mất công thật á, nhưng mà cái nói chung là cái sở thích của mình thì nói chung cố gắng cứ dài qua dài lại rồi tập thôi. Thôi bây giờ con sẽ đứng một góc và mấy chú cứ thao tác các bài tập đi. Rồi thì bây giờ em cứ chuẩn bị cái này trước đi. À cái này ha. Thì ở cái này thì nó một cái này nó có nhiều cái động tác, nó có nhiều cái để mà mình tập lắm. Bây giờ ví dụ như ở đây Phan, thì đây nó sẽ còn một số dụng cụ như cái này. Chú cứ chuẩn bị xong rồi chú lắp ráp thì rồi. Tất cả những cái này đều là dụng cụ hết. Bây giờ chú cứ làm cho chú cứ giờ chú cứ đó, tập trung làm cho chú không nói đó. để tại vì đang quay theo kiểu là hình chú làm thôi, chú nói thì rồi đây là em cẩn thận cái lỗ của thang nha. Thì bây giờ anh vẫn tập tiếp ha. Là làm cho con một động tác mới. Phụ thuộc theo cái ký lô. Thì đây cũng là một cái dụng cụ tập. Nhưng mà đây là bài khác nha các bạn. Đây là cái bài tay.
rồi. À, đây cũng bài khác, học cái dụng cụ thế này nhưng mà rất ghế của cái bài tay trước thì đây ở đây để lùi xuống các bạn dễ nhìn thấy nha. Đây. Đây cũng là một cái dụng cụ thôi. Rồi, cũng cái ghế này thì tôi sẽ đặt thêm cho các bạn thấy là cái bài vai trước. Sao các bạn thấy cái ghế này nó kỳ cục như vậy, cái ghế mà nó có những cái cục cao su như thế này đó, thì đây cũng là một cái dụng cụ tập nha các bạn. Nhà nó chật quá thành ra tôi phải leo lên. Cái ghế này á thì nó sẽ gồm có một là bài ngực ngang, rồi kế đó là cái bài ngực trúc. Nếu mà mình tập cái bài ngực ngang á thì mình sẽ gài ở dưới đấy. Chưa các bạn ơi, nó thiếu miếng này nữa, cái miếng này mình đệm vô để cho nó đừng có đầy đường thôi. Đấy. Thì đây là cái, rồi kế đó thì cộng thêm đây là cái thanh của nó. Rồi, chúng ta lắp bà vô thì chúng ta sẽ lắp được cái bài ngực ngang.
rồi sang một bên. Rồi, cũng là một cái ghế này, nhưng mà tác dụng của hai bài tập nghịch. Cái thứ nhất là hiện giờ tôi đang tập bài nghịch ngang. Đây các bạn. Rồi, cũng cái ghế này mà nó hơi khác đi một tí xíu. Tới cái bài nghịch trước các bạn, thì chúng ta đưa lên cái nắp trên. Thì nó gồm có thêm một cái dụng cụ này, thì các bạn mới tập được cái bài ghế, mấy cái tập được cái ghế nghịch trước này. Thì đây chỉ là hai sợi dây để mình định vị lại mấy cái gối này mà nó đỡ. Thì xong xuôi thì đây là mình chế mà, thì chỉ có cột thôi. Cứ xong rồi thì mình sẽ tháo ra cắt để cho nó gọn lại. Thì ở đây là cái diện tích nó không cho phép là mình phải để luôn như thế này. Đấy. Thì tôi đang lỗ cái thang. Tôi cũng đang có ý định cũng làm thêm một số cái nữa mà để tôi đang nghiên cứu cái chỗ. Bây giờ không để nữa, tại nó không còn chỗ để đó các bạn. Mà bây giờ phải... bây giờ phải treo lên, đang nghiên cứu của chỗ làm sẽ làm tiếp và treo lên. Thì đây là cái bài nghịch trúc, cái tác dụng hai cái cục này thì nó gồm có cái thứ nhất, cục thứ nhất để móc cái mu bàn chân chúng ta đây, móc cái mu bàn chân. Còn cái cục thứ hai là cái cục để mà đệm cái phần phía sau của gối trái và gối phải đây. Đấy, ha. Nó vẫn cứng cáp như thường đây, nó vẫn cứng như thường đó. Thì nằm xuống thì đấy cũng là một cái bài nghịch, nhưng mà đây là cái bài nghịch trúc đây các bạn. Thêm nữa, nhưng mà tôi phải nghiêm Gồng hết, chú thử cái cơ nhìn. Chúng gồng cơ giống như là mấy người biểu diễn thể dục thể hình đó. Ngắm mình vậy đó. Có chừng dính em trong gương kìa. Không, không. À, chú xong rồi. Hay là ăn qua hay qua lại đây được. Rồi, xong rồi. Chắc là được rồi đây. Còn đây là nguyên cái vàng thanh. Thì tại sao các bạn thấy như nó có ngắn và dài? Tại vì nó tập theo, tùy theo bài tập mua từng bài. Có nghĩa là thí dụ như bài ngắn á, thì có những bài chúng ta phải cần tập cây ngắn, và có những bài chúng ta phải cần tập cái cây dài.
tập cái này không mà cũng nhiều lúc cũng khỏi cấn nhưng phòng tập cũng được chứ không? Đúng rồi đó. Thì nói chung á, mình thấy cái nguyên tắc ở phòng tập rồi mình ở đây mình tập thì cái rồi. Nói chung thì ở đây thì phòng tập thì mình sẽ tập được 10. Yeah. Dụng cụ được 10 thì đây có thể là hơn nữa. Có thể là được 6-7. Thì đây thì các bạn thấy như cái phòng tập này thì không có máy thôi. Cái phòng tập này thì nói chung thì nó không có máy thôi. Nhưng mà với cái số lượng tạ như thế này thì các bạn biết cũng cái là mệt á, chứ không phải là đơn giản đâu á. Tập hết những cái bài ở trong đây thì nó rất là mệt. Tại vì cái số tạ này cũng nói chung cũng tương đối là nhiều á. Thì những cái số tạ ở đây là nói chung là huấn luyện viên Khánh Toàn đều tặng hết. Thường có tôi có thể là về tôi sẽ làm những cái ghế như thế này đó, những cái bài, những cái ghế tập như thế này thì nói chung thì được cái trời cũng phú. Với cộng thêm cái đam mê thì mình mới suy nghĩ ra mình làm được mấy cái như vậy. À thì cái này nó cũng vui rồi mấy bạn. Tôi sẽ giới thiệu cho mấy bạn coi cái này. Cái này nó rất là hay. Nó có nhiều bé nó ủa chú Dân có cái này sao quá. Mà thực tế là mấy em cũng biết cái gì. Cái này là cái bài, cái này để mà làm để tập cái bài ngực nha các bạn. Đây tôi sẽ đẩy cho các bạn coi tí xíu nha. Đúng rồi. Cái này mà thường thường á, khi mà ai mà phát hiện ra cái này ở cái phòng này á thì người ta rất là thích. Tại vì các bạn thấy không, đúng ra nó dễ chơi dễ sử dụng. Nó cũng xinh xinh. Tại vì đúng ra cái này á thì nó không phải nó màu mè vậy đâu. Nhưng mà đôi khi tôi tập một mình á thì tôi rất là cần mấy cái này. Nó màu mè nó cho nó vui thôi mà. Thì đây là cái bài này để chúng ta tập bụng. Đây nó vừa đẹp vừa xinh mà nó vừa có tác dụng để rèn luyện sức khỏe. Ôi tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá hay. Rồi. Xong rồi đó chứ. Rồi, nói chung thì anh xin lỗi tụi em nha. Dạ không sao, không sao đâu chứ. Tại vì biết làm sao nó có cái này. Nó có một cái công ty cái nhà chú quảng cáo. Dạ. Cái sản phẩm của trang thiết bị vệ sinh đó. Đang đứng nói chuyện với nó mà chưa xong nó không được. Dạ. Bây giờ anh rất là bận. Nói chung anh dính thời gian lắm anh mới. Dạ không sao với anh. Trao đổi với em chứ anh có chuyện. Dạ. Em tôi từ bển về đây nha. Dạ. Không có đèn đỏ đâu. Cái lừa đua xe anh có nhiều chạy hết luôn. Yeah. Tốt rồi. Yeah. Anh cũng dư biết chứ. Tụi em đi xe này đương nhiên là tụi em phải đi trước anh. Đúng rồi. Thành ra là tên có gì đến trước chờ anh cho. Cái tranh thủ thôi. Không. Nhiều khi nó có mấy cái thì mỗi người nó mỗi việc mà. Dễ yeah. Như thế thì nói chung là làm phiền với em còn cái việc khác nữa. Trời ơi, có gì đâu. Thì khi mà xong rồi thì cứ nếu mình không ở đây thì cứ đóng cửa tắt đèn. Ở trên đây thì không có ngủ nghỉ gì hết. Chỉ có để là tập thôi. À. Rồi. Rồi vậy xong rồi. Con đắc xin phép về luôn. Rồi rồi. Dạ. Mẹ cũng vậy. Ừ. Không mình tự đi cái kiểu của mình. Chứ cái này mà anh mà mở công an đi thoải mái thì cái diện tích ở thì không có. Cái gì ta sử dụng mình không còn. Chứ mình cứ kéo sỏi dài ra kia đi thoải mái như tất cả mọi nhà khác vậy như là thua. Nhà nhỏ biết bố trí cũng gọn ra nhưng đó thì ở đây cũng vậy luôn. Thì em cũng lên sao là xuống vậy thôi. Đấy. Nhưng cái nhà 1 mét ở cụm 1 đó. Từ từ. Ở dưới đây thì Thank you.